vào gà một hôm cháu đi học thì giờ không vào nhà nữa. Đấy rồi, còn được cái gì đấy? Anh phải dạy cái gì? Mẹ tranh. Mẹ tranh á? À. Cháu đi học nhé. À, chào đưa Lâm. À, Lâm đi cháu đi học đi á. Được nhỉ. Được rồi tranh đấy, buổi đầu tiên. Cái này cháu và bác đưa cháu đi học. Cái này cháu và cây. Cây à? Nhà trường, cái này cháu đi học. Cái này cái bông hoa. Bông hoa, được. Thầy thương cháu không? Có thương cháu không? Có. Bác đọc cho nhé. Đây đây là ô. Ô. Ờ. Dần hôm đầu tiên thầy đọc có khó không? Không. Vẫn đọc được. Ừ. Ô cả cái chữ gì đây này? Đây chữ cua này.
Vào làm một hôm cháu đi học thì nhà cũng là nhà đấy, thấy không? Phòng cái gì đấy? Thì phải dạy cái gì? Nhà tranh. Nhà tranh á? À. Cháu đi học nhé. Cháu đi học nhé. Cháu đi học nhé. Cháu đi học nhé. Được nhỉ? Được rồi tranh đấy. Cháu mới bắt đưa cháu đi học. Đây là cây. Cây à? Trường cháu đi học bông hoa thầy thương cháu không? Có thương cháu không? Có không thương đang lại đằng đó.
cơm rồi à? Nhiều lắm rồi. Cơm. Ừ. Thế anh này. Anh ăn cái chấm này. Chào mày bác qua ăn cơm. Ừ, ăn đi. Cái chấm này. Đây là o viết bé, đây là u viết bé này, đây ơ cũng viết bé. Mình bác động cho nhá. Đây là o, u, ơ, ơ. Dần hôm đầu tiên thầy động có khó không? Không. Vẫn động được. Sơ này. Mấy chú cua nè, hai ba bốn năm sáu bảy
8, 9, 10. Và đây là số 1. Số 1, 2, 3.